Xin kính chào quý vị trở lại với chương trình Trẻ Khỏe Đẹp cùng với Trịnh Hội và bác sĩ Hannah Hạnh Vũ. Hôm nay Trịnh Hội nghĩ là sẽ nhường cho bác sĩ giới thiệu một tí xíu về cái người khách mời của mình. Rồi thưa quý vị, sau đó thì Trịnh Hội sẽ xin tiếp lời, bởi vì đây một chương trình cũng khá là đặc biệt, bởi vì cái người khách chương trình của chúng ta có một cuộc sống cũng khá là thú vị, phải không bác sĩ? Dạ đúng vậy. Dạ, chào quý khán giả của đài TV Việt Face. Hôm nay Hạnh có một cô khách rất là đặc biệt, tên cô ta là Michelle Roland. Cô có một đời sống và công việc rất là interesting. Cô viết sách mà cô đứng trước đám đông để diễn thuyết. Hôm nay Hạnh xin quý khách theo dõi chương trình và nói chuyện với cô Michelle. Yes, that's right. Thank you, bác sĩ Hannah Hạnh Vũ đã giới thiệu cô Michelle Roland. And Michelle, Dr. Hannah was just telling us how interesting a life you lead, not just as a writer, but that you used to talk in front of people, like thousands of people. Can you please let us in a bit about that? Yeah. Well, my life has definitely been very colorful and not conventional, exciting, and also challenging in a lot of ways. But to answer your question, I used to preach in a supposed Christian church up to 5,000 people at a time. I was one of the main speakers, led in the full-time ministry, was married in the full-time ministry to a man that I did not know. Wow. Basically an arranged marriage, had children, and found that throughout all of these experiences that my mind was basically being altered and controlled. Wow, okay. Well, if you could just hang on for a minute there, and I'll try and summarize what you just said. Thưa quý vị, cô Michelle Roland, cô nói rằng là đúng là cô đã từng có một cuộc sống trong thời gian vừa qua nó rất là thú vị, nó có gặp nhiều cái khó khăn trở ngại, challenges. Tuy nhiên nó là một cuộc sống có muôn màu, bởi vì trước đây cô đã từng nói chuyện và từng diễn thuyết, từng giảng đạo trước khoảng 5.000 người trong một cái chi nhánh của đạo Thiên Chúa Giáo. Và cô nói cái đạo này, cho nó là đạo như vậy là bởi vì cô lúc đó cô không biết cô làm gì, và cái chi nhánh của đạo cô đã coi như control, có nghĩa kiểm soát cái tư tưởng của cô khi mà cô lấy chồng cũng là một người ở trong cái dòng đó. Họ đã kiểm soát cô bằng cách là cô không, chẳng những cô không có sự tự do để lấy mà coi như là arranged marriage, cũng như là bị bắt buộc vào để mà lấy một người chồng có con, và sau đó thì mới nhận thức ra được rằng là cô đã bị mất tự do. I was just trying to summarize all of that. It's all pretty accurate. Yeah, yes, but is that possible? Is it possible for you to say a bit about how you joined the religion and what is it called? And and the third question is, what made you realize that that was not the right thing for you? It's a great question. I've always wanted to help people, and I think that was what instigated it, was I really wanted to help people, and I really felt like I was on the planet to do great things and to help people. And I really had always loved God and felt like we are supposed to love each other and give and serve and just do our part on the planet to leave it a better place. So I think I was very susceptible to that type of intense preaching and being set apart and standing out in the elite Christians or disciples on the planet. And so I was kind of primed for that thinking because I've always been very driven and very extreme. I don't do anything small. So if I'm going to be in this group, I'm going to lead it, of course. So I was one of the main leaders. And when was this, sorry? It began in 1990. And I was in this group for 17 years, almost 17 years. So really for two decades. Yeah. Okay. And I don't know if you want to translate any of that. Yes. Or, okay. Cái câu chuyện thú vị quá, đừng có lo nghe, không lo dịch. Cô nói rằng là cô đã vào cái chi nhánh của đạo này cách vào năm 90, có nghĩa là cũng phải 23 năm rồi. Tuy nhiên cô đã ở trong cái đạo này 17 năm tất cả. Và cô nói rằng cái lý do mà tại sao mà cô đã quyết định vào cái đạo này lúc đó
là bởi vì khi mà lớn lên thì cô luôn muốn giúp người, giúp những người khác, và đặc biệt là rất là thương God. Tuy nhiên thì cô nói rằng là cái bản tính của cô cũng là luôn luôn muốn là muốn làm cái gì làm hết lòng, hết mình, hết cái nỗ lực. Thành thử khi mà vô cái đạo này rồi thì lại trở thành một người speakers, là một trong những người giảng đạo, một trong những người giảng đạo quan trọng trong cái dòng này. Vâng, please go ahead. Mm-hmm. Yeah, so like I was saying, I think what happened was I wanted so badly to connect with people, yeah, and with God, and to feel like I was a part of something greater than myself. Right. So I just threw my entire self into it and gave everything. I gave money, I gave time, I gave my soul, everything, really. And so in the middle of that, you're dating, but you can only date people from the church. Okay. Only. Only. Only, or you can't be a part of the church. But what if you love someone or you like someone outside of the church? You wouldn't, because if, wow, you did, that meant you were sinful and faithless. Real. Wow. And basically you could be asked to leave. Wow. But then this is your community, your family, your everything. And I worked for the church, so I would lose everything. Right. So you just, you make it work and you try to find someone that you think you could like. Mm. The problem is you don't get to emotionally know them, because you have to go on double dates or triple dates or group dates. There's no kissing, no intimacy whatsoever. Oh, so you can't emotionally know the person. This is in America. Right down the street. This is here. In the 21st century. Yeah. Wow. In Orange County was where the group that I led. Wow. So it's right next door. If you could just hang on right there. Thì cô đã tiếp lời là cô nói rằng là lúc đó thì cô bởi vì rất là muốn gần gũi tất cả mọi người, muốn gần mọi người và muốn gần God. Thành thử là cô đã quyết định là bỏ hết tất cả cái tâm trí, cái thời gian, tiền bạc của mình và cả cái soul của mình, có nghĩa là cái tâm hồn của mình vào cái việc làm của cô. Cô đã cho thí dụ bằng cách rằng là, thưa quý vị, rằng là trong cái dòng đạo này đó, là ngay cả khi mà muốn thương ai hay lấy ai cũng phải lấy người trong cái dòng đạo này, không được lấy người ngoài người khác. Và cái đặc biệt hơn nữa là trong cái thời đại này ở Mỹ mà cái dòng này không cho thân mật gần gũi với cái người mình sẽ lấy, có trước nghĩa rằng lấy. Là không có người mình sẽ lấy đó, là trước khi lấy là dĩ nhiên là không được rồi, và không hôn được thôi, quý vị. I mean, và trình hội nghe thì thấy hơi lạ, là tại vì đây là ở Orange County, cái dòng đạo này là ở thế kỷ 21 mà lại không được làm những chuyện như vậy. So I mean, I find it so surprising, but I mean, and severe. Yeah, it's extreme and absurd. Absurd. It's now weird. It's absurd because I'm on the outside looking in, going, "What? But what was why? I why couldn't? But why couldn't you recognize that it was absurd at the time? Absolute brainwashing. Right. It's mind control. Wow. The same way the Nazis. Yeah. Communist, yeah. Charles Manson, yeah. You go down the line, the Moonies, any sort of religious cult, classic brainwashing. It's twisted a little bit in the name of God, but when I got out and looked back in, I was like, what was I thinking? You know, and it took me a long time to work through that shame. Yeah. I mean, I'm an educated woman. I'm driven. I'm very passionate. And I really felt humiliated at first. Yeah. So it took me years to want to talk about it. Wow. Well, thank you for sharing with us. Thưa quý vị, là cô trình hội, cả trình hội cùng bác sĩ Hannah Hạnh Vũ đều nghĩ rằng là không biết làm sao mà cái chuyện đó có thể xảy ra, và cổ để cho chuyện đó xảy ra đối với mình, thì cổ nói chính mình trong lúc đó cũng nghĩ là chuyện đó hoàn toàn bình thường, bởi vì mình đã bị tẩy não. Và cái vấn đề tẩy não này nó không những xảy ra đối với những cái dòng đạo chi nhánh khác, mà nó còn xảy ra đối với những người cái chế độ Nazi ngày xưa của Thế chiến thứ hai, hoặc là của Cộng sản. Thì khi mà mình bị tẩy não rồi, mình hoàn toàn không kiểm soát được những cái gì mà mình làm, và mình chỉ theo mệnh lệnh mà thôi. Thì theo cô nói rằng là sau một cái thời gian đó, chính cô cũng cảm thấy rất là tội lỗi, cảm thấy rất là không biết tại sao mình có thể làm được những điều đó. Và cô đã tốn rất là nhiều năm và mới kiểu như bắt đầu bây giờ mới chia sẻ với chúng ta. Cái câu chuyện nó rất là interesting, nhưng mà rất tiếc là không có nhiều thời gian. I would love to find out more about this religion cult that you were a part of for like 17 years, which is a huge part of one's life, especially during your youth. Yeah. But we don't have a lot of time.
The one thing that you mm-hmm. would like to say before we end the first segment mm-hmm. and go into commercial? Well, yeah, and I think even for your culture, what I just was thinking about and mentioned to Hannah, we even have hidden churches in Vietnam. Mm-hmm. They're underground. Mm-hmm. And I can't even say the name because mm-hmm. I don't want anyone to get hurt. Wow. But there's this pretense that they were so special. And so we have to hide our churches. We're the real disciples on the planet. Just a lot of arrogance. Uh-huh. There's famous people in the church, athletes, professional athletes. Just you wouldn't know. But we flew under the radar, just thinking we were better and special. And only the strong can be in this kind of church. Really, it's the opposite. Vâng. It's not true at all. Right, right. Vâng, Trình Hội nói rằng vì cái thời gian có hạn thì trước khi mà chúng ta tạm ngừng cái phần 1 thì cô có chia sẻ rằng là trong cái đạo dòng đạo này đó thì phần lớn thì họ đều nghĩ rằng là đây là một cái chuyện nó rất là mạnh mẽ, một cái chuyện nó rất là đáng nhớ, đáng làm, thành thử là người ngoài không cần phải biết, có nghĩa là họ làm một cách rất là bí mật và cái chuyện gì cũng không công khai, và họ nghĩ cái chuyện đó là một chuyện đáng làm, một chuyện là đáng được mọi người tôn trọng, nhưng mà không vấn đề không phải là vậy, mà vấn đề là lẽ ra đó là những cái người mà hiện giờ trong đạo đều là những người, một số người nổi tiếng, một số người là chơi thể thao giỏi, nhưng mà họ cứ nghĩ là họ mạnh mẽ bằng cách là có thể đi ở dưới, và có nghĩa là go underground, có nghĩa là không cần phải công khai. Nhưng mà cô nghĩ điều đó không phải là đúng. Thôi thì xin tạm ngừng ở đây. Chúng ta sẽ trở lại trong phần 2 sau một vài phút quảng cáo. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình.